Hoàn thuế là hành vi của cơ quan có thẩm quyền thu thuế trả lại số tiền thuế đã thu của doanh nghiệp hoặc cá nhân trước đó do khoản thuế này bị thu sai hoặc quá mức thuế cần thu so với quy định của pháp luật hiện hành về thuế. Thủ tục, hồ sơ hoàn thuế cho người nước ngoài nếu thuộc trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân và có đề nghị thì được hoàn thuế. Hãy cùng công ty luật ACC tìm hiểu thông qua video sau. 1. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài. Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân được phân thành không hai loại, cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. Trường hợp người nước ngoài là cá nhân cư trú theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân thì việc tính thuế, phương pháp tính thuế, số thuế phải nộp, quyết toán thuế hoặc hoàn thuế thu nhập cá nhân được áp dụng tương tự như người Việt Nam là cá nhân cư trú theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ khoản 2 điều 8 luật thuế thu nhập cá nhân 2007, cá nhân được hoàn thuế thu nhập cá nhân khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Số tiền thuế thu nhập đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp. Cá nhân đã nộp thuế thu nhập nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế. Các trường hợp khác theo quyết định cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quy định về hoàn thuế được quy định rõ tại điểm C khoản 2 điều 26 thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi điều 12 thông tư 151/2014/TT-BTC về khai thuế thu nhập cá nhân như sau. Cá nhân thuộc trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định trên. Cá nhân có đề nghị hoàn thuế. Nếu cá nhân thuộc trường hợp được hoàn thuế nhưng không có đề nghị hoàn thì được bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo, bù trừ vào năm sau. 2. Trình tự, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài. Trường hợp 1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân thông qua tổ chức, cá nhân chỉ trả thu nhập, tổ chức, cá nhân chỉ trả thu nhập khai thuế thay theo ủy quyền. Bước 1. Nộp hồ sơ. Trường hợp tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân có số thuế nộp thừa. Nếu có đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân bao gồm giấy đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân, đơn đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01DNHT, bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó. Số lượng hồ sơ, 01 bộ. Bước 2. Tiếp nhận và xử lý yêu cầu. Trường hợp 2. Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế. Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế chỉ cần ghi số tiền thuế đề nghị hoàn trả vào chỉ tiêu số 47 số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT hoặc chỉ tiêu số 49, tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau tại tờ khai quyết toán thuế thu nhập theo mẫu số 02QTTTNCN khi thực hiện quyết toán thuế. 3. Một số lưu ý về hoàn thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài. Điều 28 thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về hoàn thuế thu nhập cá nhân như sau. Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân chỉ trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thay thì việc hoàn thuế của cá nhân đó được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi thực hiện bù trừ, nếu có số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc được hoàn thuế thu nhập nếu có đề nghị hoàn trả. Đối với cá nhân thuộc diện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế thu nhập cá nhân hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế. Trường hợp có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định thì không áp dụng phạt với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn. 4. Thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân. Thời gian cơ quan thuế giải quyết tối đa không 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau. Thời gian cơ quan thuế giải quyết tối đa 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau. Thời gian giải quyết việc hoàn thuế cho người nước ngoài. Chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm giải quyết thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân theo khoản 3 điều 58 thông tư số 156/2013/TT-BTC. Hy vọng thông tin này hữu ích. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ với chúng tôi với số hotline 19003330 hoặc website accgroup.vn để được tư vấn tốt nhất nhé. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube công ty luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.